Câu hỏi từ Nick là Văn Tuấn. Bạn hỏi rằng, kính bạch Thầy, con có một câu hỏi thắc mắc, mong Thầy giải đáp, hóa giải giúp con. Con có lên chùa làm cư sĩ công quả tại chùa Ba Vàng từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng. Sau khi con về nhà, trong những giấc ngủ, đêm nào con cũng nằm mơ về chùa. Có đêm con nằm mơ thấy con ngồi trông giữ chùa một cột, không cho ai đến. Có đêm con lại nằm mơ thấy con đi bốc vác đồ của chùa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, con có duyên nợ với chùa Ba Vàng hay sao ạ? Xin Thầy giải đáp thắc mắc giúp con. Phật tử này đến chùa làm công quả từ mùng 6 đến mùng 10, được 4-5 ngày. Sau khi về thì Thầy nghĩ là chắc là ấn tượng với chùa nhiều, cho nên đêm nào ngủ cũng nằm mơ về chùa, được đứng lên để được trông trên chùa một cột này, đi bốc vác đồ ở trên chùa. Thì như vậy thì Thầy đánh giá thế nào về bạn này đây? Thì kính thưa đại chúng, thì đúng rồi, người ta nói gọi ngày làm sao thì đêm chiêm bao làm vậy. Vào thường ngày chúng ta làm việc gì buổi tối, cái hình ảnh ấy nó thường được tái hiện trở lại. Đấy là một cái lộ trình của tâm thức thôi nhé. Thế còn cũng có những cái giấc mơ là điềm báo, cũng có giấc mơ là do nghiệp nó trổ sinh ra. Thế nhưng như bạn này là đúng là hợp với cái việc nói ngày làm sao thì tối chiêm bao như vậy. Thế nhưng mà bạn chiêm bao như vậy là những cái chiêm bao tốt, chiêm bao về cảnh chùa chiền, về sư tăng, về làm những cái việc thiện sự thì đều là tốt cả nhé, không có gì phải lo. Thế mong rằng bạn thường có những cái giấc mơ an lành như thế nhé. Thế tức là bạn rất có duyên, rất là quý chùa đấy, cho nên ấn tượng, cho nên là ngủ mơ về chùa, cái điều đó là tốt, không có gì phải lo lắng cả.